Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với tin tức mới. Ngọc Anh rất hân hạnh khi được cùng các bạn chia sẻ những thông tin hấp dẫn nhất, thú vị nhất có trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu đến với nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình theo dõi bản tin ngày hôm nay. Xử phạt Hoa Khôi khoe tiêm vaccine Pfizer nhờ ông ngoại không cần đăng ký. Hoa Khôi báo chí bị xử phạt 12,5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật về việc được ưu ái tiêm vaccine COVID-19 Pfizer nhờ ông ngoại mà không cần đăng ký. Liên quan đến vụ việc Hoa Khôi báo chí khoe tiêm vaccine Pfizer tại Bệnh viện Hữu Nghị không cần đăng ký, ngày 29 tháng 7, VTV Online cho hay, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà VPA, sinh năm 1993, nghề nghiệp kinh doanh tự do, về hành vi thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử cá nhân tạo lập trên mạng xã hội. Theo đó, bà PA bị xử phạt 12,5 triệu đồng theo điểm A khoản 3 điều 99, nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trước đó, theo báo cáo từ Bệnh viện Hữu Nghị xác định, bà VPA đã được người thân nhờ một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị đăng ký tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 12 tháng 7, sau đó đã được giám đốc bệnh viện này đồng ý giải quyết cho tiêm nếu có dư liều vaccine. Theo giải thích trong văn bản, đây là việc làm để giải quyết tình huống vào cuối mỗi buổi tiêm trong trường hợp có người thuộc diện được mời đến tiêm nhưng không đến, hoặc có người thuộc diện được mời đến tiêm nhưng qua khám sàng lọc không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm nhằm tránh lãng phí. Báo cáo của Bệnh viện Hữu Nghị ghi rõ, việc bà VPA và chồng được tiêm vaccine COVID-19 vào ngày 19 tháng 7 thuộc trường hợp như vừa mô tả trên đây và được bệnh viện thông báo đến để tiêm. Về việc tiêm vaccine Pfizer thì phía bệnh viện cho biết, tại thời điểm ngày 19 tháng 7, Bệnh viện Hữu Nghị chỉ còn hai loại vaccine mới nhận là Pfizer và Moderna do vaccine AstraZeneca đã hết từ trước đó. Việc tiêm vaccine nào cho người đến tiêm do bệnh viện điều hành không có bất kỳ sự ưu ái của ai. Tuy nhiên, sau đó ngày 20 tháng 7, bà VPA đã đưa tin lên mạng xã hội Facebook về việc tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký và được ưu tiên tiêm vaccine Pfizer là sai sự thật. Liên quan đến sự việc, ngày 21 tháng 7, Bệnh viện Hữu Nghị cũng đã điều chuyển công tác của nhân viên y tế và đã xử lý kỷ luật. Thông tin trên đã khép lại tin tức vừa được tổng hợp mới nhất của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp và suy nghĩ của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.